Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh chùa là đấng bảo hành trời đất, Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu cùng cha em về thiên đường để đem bao. Lạy Chúa. Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội đến nỗi hy sinh tính mạng sống cho chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa cho đôi thân hôn biết đón nhận và hy sinh cho nhau trong đời sống hàng ngày. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tình yêu hôn nhân làm triển lở ơn gọi Kitô hữu. Chúng ta cầu xin Chúa cho đôi thân hôn cao quý phú quyên được tràn đầy ơn Chúa trong đời sống mới, để họ trở nên chứng nhân của Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đời sống hôn nhân mang niềm vui và hy vọng, hạnh phúc và thử thách. Chúng ta cầu xin Chúa luôn hiện diện trong gia đình của đôi tân hôn cao quý và phú quyên, để nâng đỡ họ trong làm phép cho bàn thờ, bàn hiếu và chúc lành cho mọi người hiện diện nơi đây. Bởi vậy ngay khi chúng con bước vào, xin Chúa thương làm phép và thánh hóa các tòa này và nơi đây, cũng như chúc lành cho mọi người như Chúa đã thương chúc phúc cho nhà bác Giang Vi Xã và cha có xưa. Xin Chúa cho các thiên thần ở lại để gìn giữ căn nhà này và bảo vệ những người cư ngụ nơi đây, cũng như mọi người chung họ nơi đây, và ban chấp hành cho của án của chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện xin Cha là sáng trong sự vì lên trên nhà xếp hôm nay xin chủ nhân cha cho siêu nhân cho chúng con hôm nay thương tự xin hoa xin các lao nhớ cùng con xa chúng ta kẻ có lời chúng con xin chớ để chúng con xa trước nam nhỏ những yêu chúng con cho khỏi sự. Chúng con vậy thì danh Chúa nhân từ cho linh hồn thiên nhân trở nên chỗ nghỉ ngơi. Và xem thấy mạng đất Chúa Giêsu.